Rồi, xin chào các bạn, và trong cái video này thì Sơn PS sẽ chia sẻ cho các bạn về free traffic, Instagram và Clickbank. Thì cái câu hỏi là làm sao để mình có thể là làm hiệu quả ngay từ đầu với cái cách kiếm tiền online trên Clickbank và mình sử dụng traffic là Instagram. Thì từ trước giờ mà các bạn cũng đã biết trên kênh YouTube của Sơn đó, thì chia sẻ rất là nhiều những cái hình thức về kiếm tiền vào MO, kiếm tiền online trên mạng, và mình có thể là ngồi tại nhà thôi. Nó dành nó khoảng 1 cho tới 2 giờ đồng hồ một ngày để mình có thể kiếm được thêm cái thu nhập của mình từ 5 cho tới 10 triệu một tháng. Đó là dành cho những người thường là mới bắt đầu. Thế thì cái câu hỏi là làm gì để hiệu quả ngay từ đầu này, thì Sơn tin rằng có rất là nhiều bạn đang quan tâm tới cái câu trả lời không, và đôi khi bạn sẽ phân vân là làm sao cho nó đúng. Đó, nên Sơn tổng hợp lại một vài những cái dành cho những người mới bắt đầu khi mà sử dụng free traffic là Instagram. Thì cái chiến lược để mình có thể tăng được follow Instagram tự nhiên á, một cách rất là tự nhiên. Đó, thì đầu tiên á, từ trước giờ chúng ta đã biết đó là cái chiến lược follow và unfollow, hay còn gọi là khi mà mình đi follow người khác á, thì người khác sẽ chủ động người ta bấm follow lại với mình. Và gần đây á, thì Instagram nó bắt đầu nó siết lại đó, và nó hướng tới cái việc đó là người dùng thật nhiều hơn, nên là mình không có thể nào mà thao tác thật là nhanh được. Thường là những cái tài khoản mà các bạn nó dưới khoảng 1-2 tháng các bạn lập ra thì sẽ lâu lâu sẽ bị Instagram họ bị chặn cái tính năng là mình đi follow tiếp luôn nào đó, trừ khi là tài khoản của bạn là tài khoản lâu năm rồi đấy, thì lúc này thì bạn nó tha hồ các bạn nó đi follow người khác nó rất là dễ đó. Thì ngoài cái chiến lược này ra đó, thì Sơn chia sẻ với các bạn về chiến lược số 2, đó là chiến lược các bạn sử dụng cái hashtag. Và hashtag là một cái chiến lược sử dụng vô cùng hiệu quả, nó vô cùng mạnh các bạn, vô cùng mạnh mẽ luôn đó. Và cái hashtag này thì Sơn cũng đã dạy ở trong cái chương trình đó là học Clickbank chuyên sâu đó. Rất là nhiều người bạn có một cái kênh Instagram đâu đó khoảng 500, 700 hay là 1.000 được follower thôi, nhưng có thể tạo ra được cái lượt tiếp cận tự nhiên nó lên tới 30.000 người hoặc là 60.000 người trên một bài post đó. Thì cái hashtag này á, là một cái cách để mình sử dụng chiến lược vô cùng mạnh mẽ. Thì bạn cũng có thể xem thêm cái video á, mà Sơn chia sẻ cho các bạn á, về cách để mình có thể sử dụng hashtag trên Instagram đó, để mình có kiếm tiền với Clickbank ở trên cái kênh YouTube đó. Mà trước đây thì mình cũng đã từng mình chia sẻ một lần rồi đó, để tìm xem nào, ở trong cái kênh YouTube thôi đó. Thì giả sử thì bây giờ mình có thể tìm cái từ khóa là hashtag Instagram Sơn PS đi. Đôi khi nó nhiều video quá thì mình tìm không ra, thì các bạn đã nhớ mình tìm theo từ khóa thì chắc chắn là nó sẽ dễ dàng nhìn hơn. Đó, đây này, tuyệt chiêu tăng follow Instagram miễn phí bằng hashtag hiệu quả nhất này. Đấy, các bạn xem cái video này nhá. Thì mình có chia sẻ cho các bạn về cách để sử dụng hashtag với cả Instagram. Và đây chính là cái cách để các bạn tìm từ khóa luôn. Sau này các bạn nhớ mình gặp bất kỳ vấn đề gì mà mình chưa biết cách để giải quyết, giả sử đi bây giờ các bạn quên cái cách lập tài khoản như thế nào đúng không nào, các bạn có thể search cái từ khóa là tạo tài khoản Pioneer đi chẳng hạn, thì các bạn nó thêm cái từ khóa là Sơn PS vào thì các bạn sẽ tìm được cái video mà Sơn đã chia sẻ. Nó thường là những video mà Sơn sẽ cập nhật mới nhất để cho các bạn tìm nó được, hoặc là tạo tài khoản Clickbank đi chẳng hạn, Clickbank thì nó ra rất là nhiều những cái video đó, đó nó ra những cái video mà mình đã chia sẻ đó, hoặc là bằng chứng rút tiền, bằng chứng thu nhập đi chẳng hạn, bằng chứng thu nhập, bằng chứng thu nhập thì nó cũng sẽ ra những cái video mà trước đây Sơn đã show những cái gì mà nó ra được cái kết quả thực sự kiếm được tiền thật rồi đấy. Đây này, quay lại cái phần đó là hashtag Instagram hiệu quả, thì trong cái group đây là group mà những anh em đang học Clickbank chuyên sâu, thì hôm bữa có một vài anh em đã đăng vào cái kết quả thực tế ở trong group đây. Đây, giả sử nhá, đây một học viên nó học được đâu đó khoảng chưa được 2 tháng các bạn, đăng một bài post lên này, nó có 96.000 lượt tiếp cận nha, 96 lượt, 96.000 người tiếp cận đó. Đó, lượt tiếp cận ở đây là những cái lượt, là những cái người mà một người đó, một người nha, chứ không có tính bị trùng đâu nha, không bị tính trùng nha. Đó, lượt tiếp cận với lượt hiển thị khác nhau, lượt hiển thị có thể là một người người ta nhấp vào nó xem 2 lần 3 lần chẳng hạn thì nó sẽ tính trên lượt hiển thị đó, còn lượt tiếp cận đây là duy nhất một người thôi.
Và trên một bài post như vậy á, tăng lên được 132 lượt theo dõi mới này các bạn. Tăng 132 lượt theo dõi mới, kinh khủng chưa? Đó. Và cái điều đặc biệt đây nhất đó là cái lượt mà hiển thị á, nó đến 109.000 thì nó đến từ hashtag. Còn nó có 1.500 thì nó đến từ trang chủ, cái trang cá nhân Instagram của các bạn học viên trong lớp. Các bạn thấy tuyệt vời không? Sức mạnh của hashtag rất kinh khủng nha. Nó là cái cách để làm sao đó chúng ta có thể tăng được lượt follower một cách tự nhiên nhất. Đây, một bài viết khác này. Đó, 208.000 lượt tiếp cận, khủng khiếp không các bạn? Đó, 208.000 lượt tiếp cận. Mà từ trang cá nhân á, từ trang chủ á, thì nó đến có 1.600 à. Trong khi từ hashtag đó là 229.000. Thì các bạn hỏi là làm sao để đọc được cái thông báo này? Thì thông báo này coi ở đâu? Thì các bạn nó có thể là vào cái phần là các bạn nó cần phải chuyển đổi cái tài khoản Instagram của bạn thành tài khoản doanh nghiệp, thì bạn sẽ đọc được những cái báo cáo này nha. Đấy, các bạn thấy không, những cái tài khoản Instagram á, của những học viên của mình á, là nó rất ít lượt follow ban đầu, nhưng khi mà đăng được đúng cái bài hashtag thì một ngày một bài post thôi có thể tăng được cả hàng trăm lượt follower. Nó hơn rất là nhiều lần các bạn đi follower bằng tay, đi follow bằng tay ở đây, đúng không nào? Bởi vậy thì có học nó sẽ có khác, đúng không? Thì cái chương trình học chuyên sâu á, thì cái sắp tới thì Sơn đang chuẩn bị là khai giảng cái khóa K02. Khóa K02 thì cái chương trình này nó sẽ mang tên là Clickbank thống trị, và nó sẽ được upgrade rất là nhiều những chiến lược mới, không? Sẽ dạy cho các bạn nó ngoài về Instagram, về Pinterest, về YouTube, thì Sơn sẽ còn cập nhật thêm về sử dụng landing page nó để chuyển đổi bán hàng được tốt hơn. Đó, và những cái vũ khí kia thì là nâng cấp cực kỳ mạnh mẽ. Thì cái câu hỏi rằng là thì bây giờ là khi em bắt đầu làm cái Clickbank như vậy thì khi nào sẽ ra được kết quả, thì Sơn chia sẻ với các bạn là ở đây mình không có bao giờ mình cam kết ra kết quả nhanh. Không, có thể là bạn chưa có đủ tài chính, ok không sao cả, bạn cứ học những cái gì mà mình đã hướng dẫn ở trên kênh YouTube đi. Đấy, thì đó là một cái nền tảng rất là tốt, vững chắc để các bạn có thể là tạo được cho mình những cái nguồn thu nhập đầu tiên ở trên online với Clickbank. Đó, sau đó khi mà bạn nó cảm thấy ô bây giờ em muốn lên một level mới, em muốn là học cái chuyên sâu, em muốn rằng là có đồng đội để cùng hỗ trợ với nhau, cùng thúc đẩy, cùng kéo nhau lên, đó thì lúc này thì các bạn hãy tham gia vào chương trình học chuyên sâu cũng được đó. Nhưng nếu mà lời khuyên thì tham gia sớm thì tốt đó, chứ không sau này mất công lại thứ nhất là sẽ bị tăng giá sẽ bị tăng giá đấy. Thứ hai là các bạn nó sẽ, tại vì trước sau thì các bạn cũng học mà, đúng không nào? Rồi cái chiến lược số 3 ở đây, để các bạn tăng được follow Instagram lên á, thì cái chiến lược này là các bạn cần phải trả phí. Tuy nhiên rằng nếu như các bạn biết trả phí tốt á, các bạn biết deal giá đó, thì các bạn thuê thì bạn rất là lãi, thậm chí là các bạn có thể ra được sale và các bạn lãi được ngay trên cái thuê influencer rồi. Influencer là những cái người mà nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong cái ngách thị trường mà bạn đang làm. Đấy, thì đối với tôi thì những cái người influencer này họ có thể là có 200.000 được follow, 500.000 được follow, thì mình thuê những người này và cái chi phí thuê nó không quá cao. Bạn có thể là inbox trực tiếp qua cho họ, bạn nói chuyện với họ và sau đó thì họ đưa cho bạn một cái mức giá nhất định, đúng không nào? Họ đưa bạn mức giá nhất định, sau đó thì bạn nó có thể là dùng cái phần đó là Google dịch, sau đó bạn đó nói chuyện qua lại với họ, và cái mục đích ở đây đó là bạn deal cái giá xuống. Thường là ví dụ như bây giờ họ bảo rằng là $20 một bài đi, thì tôi sẽ nói là $12 một bài thì như thế nào đó, thì có được hay không, thì chắc chắn rằng họ sẽ đưa lại cái giá cho mình, thì mình có quyền được deal giá này các bạn. Và cái thứ hai là khi mà mình làm việc với người nước ngoài mà giả sử định họ post bài cho mình xong rồi, mình nói em mày cái bài này mày post cho tao tao thấy không hiệu quả, thì mình chỉ cần nói như vậy thôi. Đôi khi họ sẽ chủ động, họ rất là chủ động cái việc này nha, họ chủ động họ bảo là ok thế tao sẽ làm lại cho mày, không để tao sẽ bonus cho mày thêm một lần nữa để mày có hiệu quả đó. Và đôi khi mình không có yêu cầu cái này nhưng mà nó làm cho mình cái điều đấy thì rất là tuyệt vời đó. Hoặc là nó mà làm việc không hiệu quả hoặc nó không làm đi thì mình có quyền mình refund lại cái tiền của mình, nó mình lấy lại cái tiền của mình được rồi. Cái chiến lược số 4 để các bạn tăng được follow Instagram một cách tự nhiên, một cách hiệu quả, thì đây là bạn hãy tạo ra một cái liên minh nhiều tài khoản và cùng kéo nhau lên. Thì đây là một cái chiến lược vô cùng bá đạo các bạn. Có thể là cách số 1 là bạn có nhiều tài khoản Instagram, sau đó bạn nó tag tên những tài khoản cho nó chéo lại với nhau, đó nó cross lại, thì cái lượng follower từ bên tài khoản 1 nó sẽ kéo qua tài khoản 2, từ tài khoản 2 sẽ kéo lại tài khoản 1 chẳng hạn, như vậy đó nhiều tài khoản nó sẽ kéo cho nhau. Hoặc là ở trong cái nhóm này các bạn cũng có thể là kéo cho nhau, ví dụ là các bạn có thể vào trong group
học Clickbank Group trở thành chiến binh affiliate đây này. Sau đó thì các bạn có thể cùng post một cái bài gì đó để các bạn cùng kéo nhau lên đó, được chưa? Thì cái chiến lược này là một chiến lược vô cùng hiệu quả mà dường như nó thì là miễn phí. Thì cái trong chương trình chuyên sâu thì tôi đều nói rõ hơn, chi tiết hơn về những cái chiến lược này. Thì dĩ nhiên rằng các bạn đầu tư tài chính thì các bạn học phí đó, thì tôi sẽ hỗ trợ các bạn, kèm cặp các bạn ở level cao hơn. Thì bởi vậy nó chỉ có số lượng giới hạn thôi, chứ nếu không tôi không thể nào mà giúp cho một lúc 1.000 người mà chat tin nhắn được, thì như vậy không thể nào mà mình có thể xuể được các bạn rồi nhá. Tiếp theo này, một cái điều lưu ý đây là bạn có thể là follow cái Facebook cá nhân của tôi, đó là Nguyễn Tùng Sơn đây này. Các bạn khi mà các bạn follow, các bạn bấm vào phần đăng ký trước á, để khi mà tôi có những bài post thì các bạn sẽ được nhìn thấy ưu tiên đầu tiên đó, bấm vào phần xem trước, see first các bạn đó. Hoặc là khi mà bạn là người mới bắt đầu thì cái lời khuyên đây á, là bạn hãy bắt đầu với những cái video mà tôi sẽ dành cho người mới đây này, dành cho người mới đây này, để bạn nó xem những cái video đó không, để bạn nó biết cái cách mà mình đã làm như thế nào để làm được thành công với Clickbank. Hoặc là bạn có thể xem được cái series ở đây, đó là cái series là đang kiếm được tiền, đang kiếm được tiền. Thì đây là tôi tổng hợp được tất cả những cái cách kiếm tiền online tốt nhất thời điểm hiện tại và nó ra được cái kết quả rồi. Thì bây giờ cái điều đây á, nếu như bạn nó quan tâm về cái là tôi có hơn 20 cách, đó hôm bữa tôi mới post lên trên cái nhóm Facebook ở đây, tôi có hơn 20 cách, có 20 nguồn giúp tôi tạo được thu nhập, thì có bạn nào quan tâm cái này không? Đó, thì nếu như bây giờ các bạn quan tâm tới cái việc là có 20 nguồn nào có thể kiếm được tiền, tạo được thu nhập, thì comment phía bên dưới video này là tôi quan tâm nhé. Đấy, và tôi cũng biết được rằng bây giờ là đang phút thứ 12 rồi, xem các bạn nào thực sự coi video tới thời điểm hiện tại thì các bạn coi, bạn comment xuống phía bên dưới là tôi quan tâm 20 nguồn thu nhập. Đấy, tôi sẽ làm lên một cái video đó, và tôi sẽ tổng hợp lại những cái cách giúp tôi kiếm được tiền hiệu quả ở trên internet hiện tại đó, ok. Hoặc là tôi cũng mới phát hiện ra, mới lúc mới sáng này mới post bài viết này, tôi mới phát hiện ra một cái kênh affiliate mới. Ở đây thì bạn không cần phải vốn, không cần phải bỏ vốn, không cần bỏ tiền ra để đầu tư, nhưng dĩ nhiên các bạn phải tốn công sức để bạn làm, việc gì cũng vậy thôi, không có thể nào mà ngồi không mà có được, đúng không nào? Thì cái điều đây là các bạn làm dở dở thì các bạn cũng sẽ kiếm được khoảng 3 cho đến 5 triệu một tháng trên online đối với một kênh này thôi nha, bởi vì tôi có rất là nhiều cái cách kiếm tiền khác nhau mà, đúng không nào? Đó, còn nếu mà các bạn làm giỏi ấy, thì thu nhập cực kỳ cao, nó có thể lên vài chục triệu thậm chí hàng trăm triệu đó. Đối với, đó là những học viên là làm giỏi, thì tôi cũng có rất là nhiều học viên coaching một một trên online mà họ làm được kết quả họ kiếm vài trăm triệu một tháng. Còn cái việc là show cái kết quả ra thì tôi cũng có thường làm những video, quan trọng là bạn có theo dõi cái kênh YouTube của tôi thường xuyên hay không. Đấy, cái tiếp theo này, cái mẹo để khi mà các bạn repost bài của người khác trên Instagram á, thì ở đây các bạn lưu ý khi mà mình repost bài á, nó là có một việc là mình cũng đang lấy cái bản quyền của họ rồi, đúng không nào? Thì trước khi mình repost á, thì tôi cân nhắc và khuyên các bạn lên cái danh sách tầm 5 cho tới 10 người là cái người mà đang post những cái bài ok và hiệu quả để bạn lấy cái content của họ, đúng không? Thì mình chú ý là mình đừng có repost từ một người, mà mình hãy chia ra, ví dụ như là hôm nay mình lấy từ bài này, ngày mai mình lấy từ người khác, ngày mốt mình lấy từ người nọ, thì cái bài nó trùng với nhau, nó không có nhiều, nó lâu lâu nó mới dính một bài thôi, thì họ cũng sẽ cũng không có ca thán mình, cũng không có nói gì mình hết á. Còn bây giờ các bạn nó lấy hết từ một cái trang, sau đó bạn repost y hệt như vậy, thì nhiều khi bạn thử hỏi xem họ có tức không, họ đã tốn cái công để họ tạo ra cái content chất lượng, sau đó thì bạn chỉ việc bạn ngồi copy thôi, thì họ sẽ rất là cay cú cái việc này. Còn nếu như bây giờ bạn muốn tốt hơn á, thì ok, trước khi mà bạn report á, thì bạn có thể nhắn tin cho họ đó, bạn nói rằng tao có thể report bài của mày và trích cái nguồn lại được không, hoặc là mình nói đàng hoàng hơn là thì bây giờ tao thấy cái kênh của mày á, nó rất là hay, nó rất là hữu ích cho người khác, và tao có thể là lấy cái bài viết của mày, sau đó tao đăng lên cái trang cá nhân của tao, nhưng tao sẽ ghi lại cái nguồn, thì mày có đồng ý như vậy không? Đấy, thì khi mà họ đồng ý như vậy rồi thì lúc này mình report lên rất là thoải mái các bạn. Mình có thể là dành ra thời gian để mình làm cái việc này trước đi, sau đó thì mình làm về sau này thì nó được lâu dài hơn cho tài khoản của bạn nhé. Rồi, hoặc là khi mà mình report thì mình có thể chọn những cái trang cá nhân nào có lượt follow vừa phải thôi. Một lượt follow vừa phải thôi, khoảng 2.000, 5.000, 10.000 follow thôi. Thì khi bạn report thì nó cũng không có ảnh hưởng gì mà lắm. Đó. Và các bạn nên nhớ là khi mà các bạn repost thì các bạn sửa lại cái content, sửa đầu, sửa cuối một chút, bạn thêm cái câu từ của bạn vào. Và cái bộ hashtag á, thì khoảng 60% là của mình, chứ đừng có copy 100% là của họ, thì như vậy nó cũng không good lắm, được không? Rồi, cái câu hỏi ở đây á, rất quan trọng là nó có lên dùng tool hay vào lúc này hay không. Thì lời khuyên đối với tôi á, dành cho bạn á, thì
Nếu như bây giờ tài khoản của bạn dưới khoảng 2 tháng 3 tháng thì bạn nên dùng tay đó, và mình tập trung và mình xây một hai tài khoản Instagram thực sự cho nó mạnh lên đó, cho nó lên 10.000, 20.000, 50.000 follow đi đó. Thì sau này các bạn hãy nghĩ tới cái việc dùng tool, bây giờ bạn nên dùng tay là ok nhá. Thì đó là những cái lời khuyên chân thành nhất của tôi đó về tất cả mọi thứ về free traffic Instagram và Clickbank. Thì tôi chúc các bạn đó, làm sao đó bạn có thể tạo được cái thu nhập là 1.000, 5.000 đô một tháng đó, từ cái việc là làm free traffic với Instagram trên Clickbank. Và cái kết quả thực sự rất là nhiều người đã đạt được cái điều này rồi đó, thì tôi hy vọng rằng cái người tiếp theo đó sẽ chính là bạn và những cái người mà xem hết video tới thời điểm hiện tại. Nếu như bạn thấy cái video này thực sự có ích, có giá trị với các bạn đó, thì đừng quên bấm vào nút like đó, để ủng hộ tới những cái video của tôi đó. Nếu như bạn là người mới thì bấm vào đường link phía bên dưới video này để được tìm ra được những cái thông tin đó, để tôi dành cho những người mới bắt đầu đó. Và tôi chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.